Nền văn hóa của người Trung Quốc đã kéo dài 5.000 năm. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, các dân tộc không ngừng phát triển văn hóa của bản thân mình, tạo ra những nét riêng và độc đáo. Bên cạnh những giá trị văn hóa được đông đảo mọi người biết đến, được quảng bá ra khắp toàn cõi Trung Hoa và ra toàn thế giới, có những bí thuật được những người dân của từng dân tộc, từng bộ lạc lưu truyền kín đáo để tránh khỏi ánh mắt của người ngoài, và coi đó như là điều bí mật của dân tộc mình. Một trong những bí thuật đã từng mang lại sự ám ảnh trong dân gian mỗi khi nhắc đến là vu thuật. Trong vu thuật, con người mượn sức mạnh của những thế lực tâm linh thần bí, thường là dã quỷ, để tấn công những nạn nhân nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Vu thuật được người Miêu, một dân tộc thiểu số Trung Quốc sáng tạo ra và được lan truyền khắp dân gian. Sức mạnh thần bí của chúng đã khiến các triều đại phong kiến Trung Quốc tìm mọi cách để cấm đoán, ngăn chặn sự phổ biến nhằm tránh biến động quá lớn trong xã hội. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tà thuật trong vu thuật được nhắc đến nhiều nhất trong sử sách, thứ từng được người Trung Quốc phát minh và gây ra bao nỗi khiếp đảm cho những người từng chứng kiến sức mạnh của nó. Chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Độc trùng Trung Hoa. Trong quá khứ, dân gian từng lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết đáng sợ về vu thuật. Đặc biệt, tại vùng Tương Tây, cho đến nay vẫn còn có lời đồn về ba loại tà thuật cổ là cổ trùng, bùa miêu quỷ và tình si độc. Cổ trùng hay độc trùng là một loại chất độc được các vu sư nuôi dưỡng và sẽ sử dụng trên nạn nhân. Còn bùa miêu quỷ là phương pháp sử dụng những con dã quỷ sau khi được triệu hồi vào xác của những con mèo, sau đó sai khiến chúng tìm đến những nạn nhân, gieo rắc mầm bệnh và tai ương cho họ, đồng thời thu thập phước đức của họ về cho mình. Trong khi đó, tình si độc là phương pháp sử dụng trùng độc có tên gọi là si để gieo rắc mầm tai họa đến với những người mà bản thân mong muốn, hoặc để khống chế một người nào đó phải làm theo ý mình. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu về các loại tà thuật này và hãy xem chúng có thực sự lợi hại như những lời đồn thổi hay không. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cổ trùng Trung Hoa. Thuật cổ trùng thường được nhắc đến nhiều nhất trong phim ảnh cũng như tiểu thuyết võ hiệp. Thậm chí nó còn liên quan đến những thảm án trong triều đình từng một thời làm chấn động lịch sử Trung Hoa. Người Miêu ở Tương Tây từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Trùng sẽ được sử dụng trong các nghi thức, tà lễ, bùa phép, có thể gây ra bệnh tật và chết chóc. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn thì toàn thân thối rữa. Theo truyền thuyết Trung Quốc, hồn của trùng có thể nhập vào các loài động vật khác để mượn thân thể của chúng hoặc gây hại. Tương truyền rằng, từ nhiều thế kỷ trước ở vùng đất nọ, có người tên Vương Hán là thương nhân buôn bán vải vóc. Vì không gặp thời mà thua lỗ liên miên, nợ nần chồng chất. Gia đình anh cũng vì lý do đó mà thường xuyên trở nên bất hòa, lục đục. Đang lúc Vương túng quẫn thì có Lưu Tiên Sinh, vốn là bằng hữu của cha Vương hồi còn sinh thời tới thăm. Biết Lưu Tiên Sinh giỏi về phong thủy bùa chú, Vương Hán xin ông giúp mình nuôi cổ trùng để cải mệnh, nhưng bị Lưu Tiên Sinh một mực từ chối. Hắn nài nỉ mãi không được, liền nhắc: năm xưa Tiên Sinh từng được cha tôi cứu mạng, tới nay vẫn chưa được báo đáp, chẳng lẽ đã quên ơn rồi? Lưu Tiên Sinh không cách gì từ chối, đành phải giúp Vương Hán. Tuy nhiên ông cũng không ngừng nói cho Vương Hán biết về những tác hại của thứ cổ trùng này. Suốt mấy ngày, Tiên Sinh bắt về rất nhiều trùng độc, ông cùng bỏ vào một hũ sành để chúng cắn xé lẫn nhau. Trải qua nhiều trận chiến, con trùng độc trụ lại cuối cùng là con hung hãn nhất, độc địa nhất. Lưu Tiên Sinh lại nuôi con trùng ấy bằng các loại cỏ độc, đồng thời mỗi ngày còn kêu Vương Hán tự nhỏ một giọt máu vào hũ cho côn trùng uống. Sau 40 ngày thì con trùng chết. Lưu Tiên Sinh báo Vương Hán bỏ xác nó vào một cái lư hương, bày ra thờ cúng như tổ tiên. Tới đêm mà phát ra ánh sáng màu lục nhạt, ấy là đã thành công. Sau khi xong việc, Lưu Tiên Sinh liền cáo từ ngay. Từ hôm ấy, Vương Hán có thể cảm ứng được lời nói của cổ trùng, cũng có thể trao đổi với nó, nhờ nó giúp đỡ chuyện làm ăn. Cổ trùng yêu cầu Vương Hán mỗi ngày cúng cho nó 2 quả trứng gà. Vương Hán làm theo.
Tới khi cúng xong mang xuống mới thấy hai quả trứng tuy không bị đập vỡ, nhưng phần lòng đỏ và lòng trắng bên trong đã biến mất không dấu vết. Trong nhiều tháng tiếp theo, Vương Hán quả nhiên làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ. Cổ Trung lại yêu cầu Vương Hán cúng cho mình mỗi ngày hai con gà sống. Vương Hán cũng làm theo. Tới khi cúng xong ra dọn thì thấy chỉ còn hai nhúm lông gà ở đó. Sau một năm Vương Hán trở nên giàu có, Cổ Trung lại yêu cầu hắn xây cho nó một linh đường to lớn, đèn nến phải thắp liên tục không để tắt, hương khói lúc nào cũng phải nghi ngút. Việc này tuy tốn kém nhưng Vương Hán cũng dáng làm theo. Lại qua thêm nửa năm, một hôm Cổ Trung nói: "Nay tàn thịt gà đã ngán lắm rồi, người hãy mang trẻ con về cho ta ăn." Vương Hán đương nhiên không đồng ý. Tuy nhiên nếu không đáp ứng, Cổ Trung sẽ ăn thịt con gái Vương Hán. Lúc này Vương Hán mới hiểu con trùng ấy vô cùng đáng sợ. Nó không hề giúp không công, liền mang cái lư hương đựng xác con trùng ném xuống sông. Nào ngờ lúc quay về nhà thì thấy cái lư hương vẫn đang nằm trên bàn thờ, xác con trùng cũng còn nguyên trong đó. Vương Hán sợ quá lại chất củi đốt cái lư hương, nhưng củi cháy hết mà cái lư hương và xác trùng không suy chuyển. Cổ Trung giận dữ nói: "Ta là vô hình trong không gian này, ngươi không thể hại được ta. Ta đã giúp ngươi giàu có, nay ngươi lại không đáp ứng yêu cầu của ta, có phải muốn chết hay không?" Vương Hán tuy tham lam nhưng không có ý muốn hại người, bèn khẩn cầu Cổ Trung cho hắn thư thả mấy ngày để nghĩ cách. Cổ Trung liên hạn cho Vương Hán sau 3 ngày mà không có trẻ con thì nó sẽ ăn thịt cả gia đình hắn. Vương Hán biết đại họa lâm đầu, bèn tới nhà Lưu Tiên Sinh cầu cứu. Tới nơi mới thấy Lưu Tiên Sinh hai mắt đã mù, ngũ quan biến dạng vô cùng xấu xí. Vương Hán hoảng sợ hỏi nguyên do. Lưu Tiên Sinh nói: "Người tạo ra Cổ Trùng là trái với đạo trời, tất yếu phải chịu quả báo này. Nếu không vì báo đáp ơn cứu mạng của cha ngươi, ta tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý ấy." Vương Hán kể lại câu chuyện của mình, mong mỏi Lưu Tiên Sinh chỉ cách thoát khỏi nó. Lưu Tiên Sinh đáp: "Lòng tham của người ta không có đáy nên không bao giờ chịu an phận, mới sinh ra đủ chuyện trái ngang. Người vì muốn cải mệnh mà thành, này cũng vì muốn cải mệnh mà bại. Người đâu có biết rằng con trùng kia đã lấy đi rất nhiều tinh hoa của người. Này nếu khử nó đi, ta chỉ sợ số mệnh người cũng không thọ." Thấy Vương Hán vẫn kiên quyết, Lưu Tiên Sinh gật đầu, bảo Vương Hán ôm lư hương đựng Cổ Trùng đi với mình tới miếu Thành Hoàng, khấn xin Thành Hoàng ra trợ giúp chư ta. Sau khi khấn xong, Tiên Sinh bảo Vương Hán mang cái lư hương chôn sau miếu. Quả nhiên lần này Cổ Trùng không cách gì thoát ra được. Lưu Tiên Sinh thở dài: "Cổ Trùng ở dưới đất không được thờ cúng, sau 49 ngày sẽ tự tiêu biến đi. Lúc đó cái mệnh đen đủi sẽ lại quay về với ngươi, còn cộng thêm nghiệp chướng đã tạo lần này." Quả nhiên tháng sau Vương Hán làm ăn thua lỗ, tiếp đó lại bị lừa đảo đến khuynh gia bại sản. Không lâu sau hắn mắc bệnh lạ, tay chân đều không nhúc nhích gì được. Từ đó chỉ nằm một chỗ như người thực vật, nhiều năm liền mà không chết được. Lưu Tiên Sinh tuy mù lòa mà thỉnh thoảng vẫn đến thăm, lần nào cũng thở dài. Đây là do tinh hoa trên thân Vương Hán đều bị Cổ Trùng lấy đi cả rồi, khiến hắn sống không bằng chết, chỉ có thể như vậy trọn đời chứ không thuốc thang nào chữa được đâu. Kết cục nuôi Cổ Trùng đáng sợ là thế, nhưng vẫn được các vu sư nuôi dưỡng. Bởi tương truyền Cổ Trùng luyện thành có linh khí lớn, giúp chủ nhân vạn sự hanh thông, thăng tiến trên đường quan lộ, muốn gì được nấy, có thể sát hại kẻ thù theo ý muốn mà không để lại dấu vết liên quan. Theo Thông Chí Lục Thư Lược của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo Cổ Trùng bằng cách đem tất cả những loại côn trùng có độc bỏ vào một cái vại để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là Cổ Trùng, hay còn gọi là Cổ Mẫu. Dân gian tương truyền, những người nuôi Cổ Trùng thường chọn ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, mà chúng ta thường gọi là ngày Tết Đoàn Ngọ, để luyện chế độc trùng, vì đây là ngày độc khí thịnh nhất. Trong ngày này các loài độc trùng sẽ mạnh mẽ nhất, độc tăng nhanh chóng. Sách Thông Chí Lục Thư Lược miêu tả chi tiết cách nuôi trùng như sau: người ta dùng 100 loại trùng để nuôi, nhưng mà ban đầu chỉ cần 12 loại. Trước khi nuôi Cổ Trùng, người trong gia đình phải dọn dẹp sạch sẽ chính sảnh, cả nhà già trẻ đều phải tắm, thành tâm thành ý dâng hương đốt nến trước bài vị tổ tông, im lặng khẩn cầu với quỷ thần thiên địa để được thiên địa chứng giám, linh khí của trời đất hội tụ tại nơi sẽ tiến hành nuôi Cổ Trùng. Sau đó đào một cái hố to ở giữa chính sảnh, chôn một cái vại lớn xuống đất,
Cái vại này phải có miệng lớn mới tiện cho việc thêm nắp. Hơn nữa, nếu miệng vại nhỏ thì sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong. Nếu mọi người có thể quan sát thấy được tình hình trong cái vại, họ sẽ càng dễ nảy sinh sợ hãi về thứ trong đó. Đến ngày Tết Đoan Ngọ thì người nhà cần phải ra đồng ruộng tùy ý, bắt 12 loại trùng đem về đặt trong vại đã chôn, sau đó đậy nắp lại. Nếu không phải bò sát bắt vào ngày Đoan Ngọ thì sẽ không thể nuôi thành cổ trùng. Nguyên nhân được cho rằng dịp Tết Đoan Ngọ là thời điểm sâu bọ, tà ma, các mầm mống bệnh tật hung hăng nhất do sự vận chuyển của linh khí trời đất. Những con trùng được lựa chọn để nuôi cổ trùng thường là rắn độc, lươn, rết, ếch, bọ cạp, giun, sâu lông xanh lớn, bọ ngựa, vân vân. Tóm lại, ngoại trừ những sinh vật biết bay, những sinh vật có bốn chân biết chạy đều không được. Chỉ cần loài trùng có một chút độc là được. Lấy 12 loại trùng này bỏ vào trong vại, tất cả lớn nhỏ trong nhà mỗi đêm trước khi ngủ đều phải khấn vái một lần, không thể bỏ một ngày nào. Nếu không khấn vái, dễ khiến cho cổ trùng nảy sinh những biến hóa và hành động không tốt. Thêm nữa, khi nuôi trùng tuyệt đối phải nuôi bí mật, không cho ai ngoài những người trong nhà biết. Nếu để cho người ngoài biết thì vu sư sẽ không dùng được phép thuật này, hoặc thậm chí cổ trùng sẽ quay trở lại hại trùng. Trong một năm, những con trùng bị bắt về đó sẽ cắn nuốt lẫn nhau bên trong vại. Con độc nhiều sẽ ăn con có độc ít. Con mạnh sẽ ăn con yếu. Cuối cùng chỉ còn lại một con. Con này sau 11 ngày ăn những con trùng độc khác, bản thân nó cũng bắt đầu thay đổi hình thái bên ngoài, màu sắc cũng như tâm tính. Bản thân độc tính của trùng độc lúc này không còn như ban đầu nữa. Chúng có thể coi như tổng hợp các loại độc tố của các loại trùng mà chúng đã cắn nuốt. Chất độc lúc này tăng lên gấp bội lần. Theo các loại truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền lại, chủ yếu là có hai loại cổ trùng chính. Một loại là long cổ, hình dạng giống như rồng, có thể là rắn độc, rết biến thành. Một loại gọi là kỳ lân cổ, có lẽ là ếch hoặc thằn lằn biến thành. Sau khi hoàn thành quá trình biến đổi cho những con trùng độc, chủ nhân sẽ đào chiếc vại lên rồi cất ở trong một căn phòng yên tĩnh, ít không khí, ít ánh sáng. Những người miêu cho rằng cổ trùng thích ăn mỡ heo cùng trứng chiên, các loại cơm. Sau khi chăn nuôi được một năm, cổ trùng ước chừng dài hơn một trượng. Chủ nhân sẽ chọn một ngày cát lợi mở nắp vại để cho cổ trùng bay ra ngoài. Cổ trùng sau khi rời nhà, đôi lúc có thể biến thành hình dáng giống như một quả cầu lửa bay lượn quanh quẩn trong núi rừng. Có lúc có thể biến thành một cái bóng đen thường tới lui trong những ngôi nhà trong thôn. Khoảng thời gian ma lực của cổ trùng đạt lớn nhất là hoàng hôn khi mặt trời vừa lặn. Lúc này dương khí đang nhạt dần nhưng chưa mất hẳn và âm khí đang bắt đầu trỗi dậy, có sự giao hòa giữa âm và dương. Mỗi lần sau khi cổ trùng trở về nhà, chúng vẫn sẽ ở trong vại, chủ nhân cũng không cần cho nó ăn gì khác. Cái hay của việc nuôi cổ trùng là muốn mượn linh khí của cổ trùng, khiến cho người nuôi cổ trùng làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi. Nếu như chủ nhân muốn buôn bán kinh doanh, mượn linh khí của cổ trùng có thể khiến cho việc kinh doanh phát đạt, được một vốn vạn lời. Nếu như chủ nhân muốn thăng quan tiến chức, mượn linh khí của cổ trùng có thể thăng tiến lên mây xanh, đạt được danh vọng và địa vị. Đây cũng chính là nguyên nhân cổ trùng mặc dù từng bị cấm rất ngặt, nhưng vẫn tìm được cách lưu truyền qua các thời kỳ. Trái lại, nếu như có chút sơ suất để cổ trùng làm hại người, bị người khác biết mà mời vu sư, pháp sư cao tay đến tịch thu cổ trùng, chủ nhân nuôi cổ trùng sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, tai ương liên tiếp xảy ra, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình. Gia đình nuôi cổ trùng, trừ những ngày thường phải thành kính hầu hạ ra, thì đến ngày 24 tháng 6 âm lịch hàng năm phải làm lễ tế long trọng cho cổ trùng. Lễ tế này kéo dài 3 ngày, đó là ngày 24, 25 và 26. Trong các ngày này, mỗi ngày chủ nhân đều phải dùng một con heo, một con gà, một con dê tươi sống, sau đó nấu chín. Đến tối khi sao đầy trời, cả nhà đem heo, dê, gà chặt ra, bỏ vào bên trong vại. Sức ăn của cổ rất lớn, mà nó rất cao. Cổ trùng rất nhạy cảm với sự xuất hiện của những người lạ. Do đó, lúc tế cúng cổ trùng, người ngoài tuyệt đối không được tham gia, cũng không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không, người ngoài đó sẽ bị cổ trùng tấn công, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Theo nhiều tư liệu cổ ghi chép lại, cách hãm hại bằng cổ trùng đã ra đời và lưu truyền trong dân gian từ rất lâu rồi. Trong các bài bốc từ thời Ân có các chữ như: có bệnh về răng thì duy có loài cổ là đáng sợ. Thứ thị trong Thu Quan Tư Khẩu Sách Chú Lễ viết: họ Thứ quản việc trừ trùng cổ độc, lấy công thuyết để nhương tai, lấy gia thảo để diệt trừ.
Trịnh Huyền chú rằng trùng cổ độc là một loại côn trùng gây bệnh hại người. Sách Tặc Luật viết, kẻ nào làm trùng cổ hại người hoặc truyền bá trùng cổ thì sẽ bị xử chém giữa chợ. Qua lời dẫn của Trịnh Huyền, chúng ta có thể nhận thấy thuật dùng trùng cổ độc tồn tại ở thời Hán. Còn cách làm cụ thể thì có lẽ do sợ bị truyền bá rộng ra nên không ghi vào sách vở nhằm tránh bị trở thành kẻ truyền bá. Đến thời Đường, thuật dùng trùng cổ độc vẫn bị nghiêm cấm. Tặc Đạo Luật, quyển thứ 18 trong Đường Luật Sớ Nghi quy định rằng kẻ nào nuôi trùng cổ độc hoặc truyền bá trùng cổ thì sẽ bị xử giảm. Lại thích nghĩa rằng, trùng cổ có nhiều loại, khó có thể cứu xét hết. Việc thờ cúng theo tà đạo không thể nào biết cho cùng. Song phần địa lý trí hạ sách tùy thư lại tiết lộ cho chúng ta biết phương pháp cơ bản để tạo ra trùng cổ và sử dụng trùng cổ. Sách viết rằng, người nào nuốt phải cổ trùng vào bụng, nó sẽ ăn ngũ tạng của người đó. Người đó chết đi thì gia sản sẽ rơi vào tay người làm chủ con trùng cổ. Còn nếu 3 năm không giết được người đó thì kẻ nuôi trùng cổ tự dẹp bỏ trò xấu xa của mình. Con cháu các đời lưu truyền mãi mãi. Càn Bảo gọi nó là quỷ, kỳ thực không phải vậy. Kể từ sau loạn hậu cảnh, những kẻ chứa trùng cổ phần lớn đều bị diệt. Trùng cổ không còn chủ nhân, cho nên những con bay lượn chạy nhảy trên đường đều bị chết. Cách sử dụng cổ trùng thường khá hiệu quả trong việc triệt hạ đối phương và gần như không thấy lưu truyền cách hóa giải. Người dính phải cổ trùng giống như việc cầm chắc cái chết trong tay. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của cổ trùng. Bởi biểu hiện của nạn nhân không đơn thuần là việc bị trúng độc hay bị bệnh thông thường. Cổ trùng ngoài chất kịch độc, chúng còn là một sinh vật có sức mạnh siêu nhiên to lớn, có linh tính và hành động bí hiểm. Người bị hại vừa phải chống chọi lại với chất độc tấn công cơ thể, vừa phải chống chịu lại sự quấy nhiễu tấn công của bản thân cổ trùng. Kinh qua nhiều triều đại trong lịch sử Trung Hoa, những thảm án liên quan tới cổ thuật không phải là con số ít. Đối với việc sử dụng cổ thuật, nuôi dưỡng cổ trùng, cổ sức, các triều đại phong kiến Trung Quốc đều coi đó là trọng tội và phải nhận hình phạt rất nặng nề. Chuyện Công Tôn Ngao trong sách Hán Thư có nói, Ngao là một viên quan nhỏ, đáng phải tội chết mà giả chết, lẩn trốn trong dân gian 5-6 năm, về sau bị phát giác lại bị bắt, do vợ làm vu cổ nên bị chém cả họ. Chuyện Triệu Phá Nô cũng trong sách này chép, sống trong tộc Hung Nô 10 năm rồi cùng Thái tử An Quốc trốn sang Hán, sau mắc tội làm vu cổ bị tru diệt cả họ. Mục Tặc Đạo Luật trong Đường Luật Sơ Nghị có ghi, kẻ nuôi bất kể con gì dùng làm cổ thuật hại người đều bị xử treo cổ. Cuốn Đại Thành Luật Lệ trong phần Hình Luật cũng ghi rõ, chế tạo, giấu vật độc, trùng độc, kẻ dùng hay kẻ giấu đều bị xử trảm. Các điều luật này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc từ xưa đến nay hiểu rất rõ sức mạnh và sự tàn ác của việc sử dụng cổ trùng. Và các luật lệ cũng chứng tỏ quyết tâm cao của họ trong việc diệt trừ mầm hại này trong dân chúng. Những vụ án liên quan tới cổ trùng, cổ thuật được ghi nhận nhiều nhất phải kể đến thời nhà Hán. Trong số đó, nổi tiếng nhất là hai vụ án liên quan tới hoàng tộc dưới thời Hán Vũ Đế. Năm xưa, Vũ Đế thành hôn với hoàng hậu Trần A Kiều, con gái công chúa trưởng Lưu Phiếu khi còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ Đế thường xuyên lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan triều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quýt yêu thương. Nhưng về sau, Hán Vũ Đế dần phai nhạt tình cảm dành cho hoàng hậu. Phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm, hai người vẫn không có nổi mụn con. Năm 139 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đem lòng say mê mỹ nhân Vệ Tử Phu. Điều này khiến cho Trần A Kiều và gia tộc họ Trần vô cùng tức giận, ra sức tìm cách ám hại mỹ nhân họ Vệ. Cũng từ đây, Trần Hoàng Hậu bắt đầu bước vào con đường tà thuật. Bà liên tục uống nhiều phương thuốc bí truyền để mong đậu lòng thai, đồng thời còn nhờ người đồng cốt Sở Phục giúp mình mang thai và nguyền rủa Vệ Tử Phu. Năm 130 trước công nguyên, có người tố cáo Trần Hoàng Hậu dùng cổ thuật, chuyện bùa yểm, từ đó bị phạt giá. Vụ án kết thúc bằng việc Trần A Kiều mất ngôi hoàng hậu, bị giam vào lãnh cung, Sở Phục bị xử tử, kéo theo đó là 300 người có liên quan đều trùng số phận. 8 năm sau, Hán Vũ Đế lại một lần nữa điều tra vụ án vu cổ. Có điều người bị tố giác có tội lại là vợ chồng thừa tướng Công Tôn Hạ. Sau đó dòng họ Công Tôn chịu họa diệt môn, liên lụy đến cả hai công chúa. Chưa dừng lại ở đó, vụ án tiếp tục liên đới đến Thái tử Lưu Cứ và Vệ Tử Phu.
khi ấy đã được phong làm hoàng hậu. Kết cục thảm án khiến thái tử Lưu Cứ và vệ hoàng hậu tự vẫn, ba hoàng tử cùng một công chúa khác cũng bị xử tử. Ngày nay, thuật sử dụng cổ trùng vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Tuy nhiên, những vu sư chân chính cũng ít dùng đến vu thuật để hại người hại mình. Do đó, những sự việc liên quan đến vu thuật nói chung và cổ trùng nói riêng không có nhiều. Cũng chính vì điều đó, những câu chuyện xưa về cổ trùng và vu thuật càng gây thêm sự tò mò cho con người hiện đại chúng ta ngày nay. Và những câu chuyện đó càng được bao phủ thêm những bức màn huyền ảo khó có thể được giải đáp, thỏa mãn sự tò mò của số đông. Tuy nhiên, trong y học, đôi khi vẫn luôn xuất hiện những ca bệnh giống như bị trúng độc. Nhưng các bác sĩ, cùng với những công nghệ hiện đại nhất cũng không thể tìm ra được nguyên nhân và đành bất lực nhìn bệnh nhân từ từ bị căn bệnh làm cho thối rữa và đi đến cái chết. Không có ai đưa ra được lời giải thích cụ thể và chính xác cho những ca bệnh như vậy, và cái chết của họ mãi là những bí ẩn. Xét về tổng thể, cổ trùng khá đáng sợ. Tuy nhiên, về cơ bản, người bị cổ trùng tấn công cũng chỉ giống như trúng độc, một thứ độc không có thuốc giải và gần như chắc chắn nhận bản án tử hình. Tuy nhiên, có một thứ tà thuật khác được lưu truyền trong nhân gian khiến cho người bị yểm sống không bằng chết, mong muốn tìm được cái chết chỉ để được giải thoát. Thứ tà thuật đáng sợ đó mang tên bùa mưu quỷ, cũng là một thứ tà trong vu thuật. Nếu bạn là người quan tâm đến những phép trấn yểm và bùa chú, chắc hẳn không còn xa lạ gì với cái tên Kumathong. Kumathong là những con búp bê hình người được làm từ những bộ phận của người chết hoặc làm từ xác của những đứa trẻ bị sấy khô. Người nuôi Kumathong hàng ngày sẽ cho Kumathong uống sữa, mặc quần áo mới, chơi đồ chơi, chăm sóc như một đứa trẻ. Kumathong được tin là có một sức mạnh phép thuật có thể phù hộ, giúp đỡ cho người nuôi Kumathong, hoặc thậm chí đen tối hơn, Kumathong còn được sử dụng để gây ra tai họa kinh hoàng cho những người mà chủ nhân muốn ám toán. Tuy nhiên, đây được xem như một con dao hai lưỡi. Khi người nuôi Kumathong không đáp ứng được những nhu cầu của Kumathong hoặc có hành động làm phật ý đứa trẻ này, thì họ sẽ phải trải qua những ngày tháng không khác gì địa ngục, giống như những người từng bị họ ám ảnh trước đây. Và không ít người trong số đó đã phải tìm đến cái chết để giải thoát. Đáng sợ là vậy, tuy nhiên nhiều người hiện nay vẫn tìm đến các đầu mối khác nhau để mua và nuôi Kumathong trong nhà, với mong muốn được thăng tiến, phát tài, mà không biết rằng mình đang nuôi một con quỷ đúng nghĩa. Và bùa miêu quỷ chính là một loại phép thuật tương tự như Kumathong, được ví như Kumathong phiên bản mèo của người Trung Quốc. Tuy vật dẫn là những con mèo, nhưng sự nguy hiểm và đáng sợ của chúng cũng không hề thua kém. Những câu chuyện về thứ tà thuật này vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay và gây ra những ám ảnh kinh hoàng cho không ít người vùng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, đặc biệt là người Miêu, những tác giả của bùa miêu quỷ. Một điểm đáng sợ nữa của bùa miêu quỷ là quá trình luyện bùa không hề khó khăn với những người được đào tạo. Đầu tiên, những thầy phù thủy và thầy đồng sẽ nuôi mèo. Đến khi con mèo được chọn đủ già, chúng sẽ bị giết và được chấn yểm những thứ tà thuật lên xác chết của nó. Bằng những phép thuật và thần chú của phù thủy, những linh hồn ác quỷ sẽ tìm đến và cư ngụ lên cơ thể những con mèo xấu số này. Những linh hồn ác quỷ này sẽ làm cho con mèo được hồi sinh, nhưng có một sức mạnh to lớn, hắc ám và vô cùng đáng sợ. Hình dạng của những con mèo khi này cũng có sự thay đổi rõ rệt. Không còn cái vẻ hiền lành và dễ thương như những chú mèo mà bạn thường nuôi hàng ngày. Chúng sẽ trở nên đầy dã tính, ánh mắt sắc lẹm như những con dã thú đang rình mồi, răng nanh dài ra, hơi thở đầy mùi tanh hôi của máu và xác chết. Chúng sẽ nghe theo lời sai bảo của thầy phù thủy. Những thầy phù thủy sẽ nuôi dưỡng những con quỷ đội lốt mèo này để sử dụng vào việc hãm hại những người xấu số. Những con quỷ miêu hàng ngày được nuôi dưỡng bằng máu và thịt sống, hoặc thậm chí là xác chết. Chúng được các thầy phù thủy quản lý chặt chẽ để tránh việc tự tiện chạy ra bên ngoài hại người, tạo nên sự chú ý của người dân, đặc biệt là những vị pháp sư cao tay. Và khi phù thủy tìm được đối tượng để gieo rắc tai họa, những con mèo cứ thế lặng lẽ trong đêm tìm đến nạn nhân của mình. Dưới sức mạnh ma quái của dã quỷ, chúng yểm vào những người xấu số, những thứ bệnh tật và những tai họa vô hình, giống như việc ký lên người họ bản án tử. Khi một ai đó chúng phải lời nguyền cay nghiệt của bùa miêu quỷ, họ sẽ có biểu hiện của một chứng bệnh lạ. Đầu tiên, tứ chi của họ cảm thấy đau nhức, tê bì, khó vận động. Sau đó cơn đau lan dần tới cơ thể rồi tiến dần vào tim. Lúc này họ cảm thấy đau đớn quằn quại khắp cơ thể, giống như bị ngàn mũi kim đâm vào người.
Bên trong cơ thể, các nội tạng của họ dần bị thối rữa, phân hủy đi do miêu quỷ từ từ tiến đến và ăn các cơ quan nội tạng. Bên ngoài cơ thể, các đầu chân tay trở nên khó kiểm soát, hoại tử, thối rữa dần dần từ dưới lên trên. Từ những vết hoại tử thoát ra mùi của xác chết nồng nặc, nhuốm màu đen kịt như than. Cuối cùng, người này sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết sớm khi chưa có ai kịp hiểu nguyên nhân của chứng bệnh quái ác mà họ mắc phải. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của bộ miêu quỷ. Bên cạnh những nỗi đau thể xác, các nạn nhân của thứ tà thuật này còn phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Họ sẽ luôn thấy trong mình có những nỗi sợ hãi vội. Sợ hãi vì thứ bệnh tật đau đớn quằn quại. Sợ hãi vì những ám ảnh ma quỷ vô hình luôn đeo bám họ ngày này qua ngày khác. Điều này khiến cho họ ăn không ngon, ngủ không yên và cứ thế héo mòn dần. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này khiến cho những người bị hại phải trải qua những ngày tháng cuối đời đau khổ hơn dưới địa ngục. Có lẽ tìm đến cái chết với họ mới thực sự là sự giải thoát. Mặt khác, miêu quỷ không chỉ dùng để trả thù, nguyên rủa đối thủ cho tới chết. Đối với nhiều người, nó còn dùng để cầu tiền tài, danh vọng và phú quý. Tuy nhiên, những vận may tiền tài này cũng phải đối mặt bằng mạng sống người khác. Nếu thuật yểm thành công, mọi vận may lẫn tiền tài của người bị yểm sẽ chuyển hết sang cho người yểm, dù bằng cách này hay cách khác một cách huyền bí. Còn bản thân người bị trấn yểm cũng bị miêu quỷ từ từ ăn hết từ bên trong ra bên ngoài và nhận lấy cái chất tức tưởi như đã mô tả. Hiểu đơn giản, cách dùng bùa miêu quỷ này giống như một cuộc trao đổi với quỷ dữ. Người cho ta tiền tài, danh vọng và sự giàu sang phú quý của kẻ đó, ta sẽ để người ăn thịt hắn. Lợi hại là vậy, thế nhưng việc sử dụng bùa miêu quỷ cũng có cái giá phải trả không nhỏ. Bùa miêu quỷ vốn là những con dã quỷ vất vưởng được phù thủy mời về ở trong thân xác con mèo để giúp việc cho họ. Những cuộc trao đổi với quỷ dữ xưa này thường không có kết cục tốt đẹp. Chúng có sức mạnh rất lớn và rất tàn độc. Do đó, việc khống chế những con quỷ này để chúng làm việc cho mình cũng là một câu chuyện nan giải cho các thầy phù thủy. Nếu để bị bùa miêu quỷ phật ý và chuyển qua phản chủ, chúng sẽ tấn công người luyện bùa và người thân của họ, khiến cho họ có những biểu hiện giống như bị ai đó trấn yểm bùa lên người. Tiền tài và vận may của con cái họ cũng theo đó mà biến mất dần. Điểm không may cho gia đình của gia chủ, những con quỷ này khá thù dai và không biết nói lý lẽ. Do đó, điều tối quan trọng với những phù thủy là đáp ứng và khống chế các nhu cầu của chúng ở mức độ có thể chấp nhận và đáp ứng được. Mặc dù nhu cầu của chúng đôi khi cũng tăng dần theo thời gian. Càng nuôi dưỡng, chúng càng mạnh. Và khi càng mạnh, chúng càng có những nhu cầu oái oăm và khó đáp ứng hơn. Ví dụ như thay vì ăn thịt sống, máu tanh, xác chết, chúng lại muốn ăn những vật sống, thậm chí là cả con người. Để thỏa mãn chúng, phù thủy lại càng phải hại người thêm nữa, và điều này lại càng làm cho danh sách tội trạng của họ dài hơn. Sử dụng bùa miêu quỷ để hại người chính là tự tay cắt hết đường phúc đức của bản thân, cũng như tự đào mồ chôn mình. Có một điều kỳ lạ ở đây, là các loài vật ngoài tự nhiên được coi là biểu tượng của sự tàn ác và máu lạnh có nhiều vô kể. Có thể kể đến một vài cái tên như sói, hổ, sư tử, nhện, v.v. Tại sao người ta không sử dụng những loài động vật đó để làm nơi cư ngụ cho những con ác quỷ? Tại sao những chú mèo hiền lành và dễ thương mà chúng ta nuôi tại nhà lại trở thành loài vật được lựa chọn? Hóa ra, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Dù ở phương Đông hay phương Tây, loài mèo luôn được coi là một sinh vật tâm linh đứng giữa hai thế giới, cõi âm và cõi dương. Một số tôn giáo cổ tin rằng mèo là những linh hồn cao quý, người bạn đồng hành hay người hướng dẫn cho con người, và rằng mèo rất thông thái, nhưng do không biết nói nên không thể gây ảnh hưởng đến những quyết định của con người. Điển hình như ở Ai Cập cổ đại, mèo là loài vật linh thiêng và thần thánh được người dân thờ phụng và tôn kính. Khi một con mèo của một gia đình chết đi, người ta tổ chức đám tang và thi thể của chúng sẽ được ướp xác như con người. Tượng nhân sư nổi tiếng cũng được lấy hình ảnh từ một con mèo. Còn ở đạo Hồi, tuy không có động vật thần thánh nào, nhưng một vài quyển sách đã ghi lại rằng Thánh Muhammad có nuôi một con mèo cưng tên là Mueza. Thánh yêu mèo đến mức người thà không mặc áo khoác còn hơn là làm phiền một con mèo đang ngủ trên chiếc áo. Hoặc ở Bắc Âu, Freya, nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh sôi trong thần thoại Bắc Âu, được miêu tả là thường cưỡi trên một chiếc xe kéo bởi mèo.
hay trong văn hóa dân gian của người Do Thái và nền văn minh Babylon, mèo đen là biểu tượng của một con rắn cuộn vào lò sưởi. Ở Scotland, một con mèo đen xuất hiện trên hiên nhà chính là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến. Cho nên vợ của các ngư dân giữ mèo đen trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể ngăn chặn mọi điều xấu xảy ra với những người thân yêu của họ khi đang trên biển. Bên cạnh đó, nhiều nền văn hóa lại có cái nhìn tiêu cực về loài mèo. Điển hình là niềm tin về việc một con mèo đen băng ngang đường người nào đang đi thì người đó sẽ gặp xui xẻo, hoặc chuyện mèo là những phụ tá cho các mụ phù thủy giúp các mụ gia tăng công lực. Điều này dẫn đến việc lùng diệt mèo rộng khắp châu Âu trong thời Trung Cổ. Hay một hiện tượng đáng sợ hơn được kể lại rất nhiều trong dân gian Việt Nam, đó là hiện tượng quỷ nhập tràng. Khi một người chết trong lúc khâm liệm mà có một con mèo đen nhảy qua xác chết sẽ làm cho xác chết vùng dậy và có những hành động khó hiểu. Có nhiều tài liệu còn ghi lại rằng quỷ nhập tràng còn có thể di chuyển và tấn công những người xung quanh. Bởi vậy trong những đám tang người ta rất kỵ sự xuất hiện của những con mèo, đặc biệt là những con mèo đen. Bằng cách này hay cách khác, rất nhiều nền văn hóa khác nhau từ Đông tới Tây đều tin rằng mèo là một loài vật linh thiêng và khá huyền bí, có khả năng kết nối chúng ta với những thế lực siêu nhiên. Nếu có ai nuôi mèo trong nhà, bạn sẽ để ý thấy những chú mèo này đôi khi có những hành động khá kỳ lạ như xù lông, trợn mắt và gầm gừ khi nhìn vào những khoảng góc tối hay những khoảng không trống rỗng. Và đã bao giờ bạn thắc mắc về sự khác thường bất chợt của chú mèo cưng trong nhà mình hay chưa? Rất có thể chúng đang nhìn và phản ứng với những điều mà chúng ta không thấy được. Đây rất có thể là nguyên nhân chính mà mèo được chọn làm vật dẫn để luyện chế bùa miêu quỷ. Đối với những người may mắn phát hiện được vị yểm bùa, miêu quỷ chưa ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì có thể được trị trị. Cách giải bùa cần đến người có pháp thuật cao. Dùng hỗn hợp cam thảo dây, cây thầu dầu với một quả bã đậu và chu đít chu sa, rồi dùng thuật pháp để thi giải lên người yểm. Tuy nhiên do người giải bùa đã dùng sức của bản thân mình chống lại với thế lực của ác quỷ, nên bản thân họ cũng bị tổn hại khá nhiều. Nhẹ thì bị đau ốm bệnh tật, nặng thì bị ảnh hưởng đến đường phúc đức cho gia đình, thậm chí có thể bị nhiều tai ương ảnh hưởng đến tính mạng. Do phải trả cái giá khá đắt khi giải bùa miêu quỷ, nên thông thường rất ít người được những vị pháp sư cao tay sẵn sàng đối mặt với ác quỷ để cứu vớt. Bởi thế có thể coi như nạn nhân dính phải bùa miêu quỷ gần như cũng cầm chắc cái chết trong tay. Mặc dù đã được phát minh và lưu truyền trong dân gian từ rất lâu trước đây, bùa miêu quỷ chỉ được sử dụng rộng rãi nhất ở thời nhà Tùy. Tuy nhiên vì miêu quỷ quá nguy hiểm và phát sinh nhiều vấn đề khi sử dụng, nên triều đình nhà Tùy đã ban bố lệnh cấm, xử phạt nặng đối với loại tà thuật này. Những người bị phát hiện dùng miêu quỷ đều bị bắt giữ, đưa đi đày ở nơi xa xôi. Vì thế mà cách luyện bùa dần bị chìm vào quên lãng và không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên không phải như vậy mà thứ tà thuật này bị thất truyền. Nhiều người cho rằng những thầy phù thủy biết thuật bùa miêu quỷ vẫn còn lưu truyền trong dân gian. Chỉ có điều bản thân họ cũng không muốn sử dụng thứ tà thuật hại mình hại người này, nên con người ngày nay ít được chứng kiến sự lợi hại của chúng. Chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng bùa miêu quỷ và độc trùng là những thủ đoạn chủ yếu được dùng để hãm hại những đối thủ, những kẻ thù của người luyện chế. Tuy nhiên trong vu thuật còn tồn tại một loại độc dược sử dụng trên chính những người thân thương nhất của người sử dụng: vợ chồng hoặc con cái. Loại độc này có tên gọi là tình si độc. Tại sao lại có cách sử dụng tà thuật kỳ lạ như vậy? Chúng có tác dụng gì? Và chúng thường được sử dụng trong mục đích gì? Trong nhiều văn bản cổ khác nhau, si là tên gọi chỉ một loại trùng độc. Phép phù thủy tình si độc là dùng trùng độc gieo lên ai đó để làm hại người khác. Điểm đặc biệt của tình si độc là người bị gieo độc đôi khi không phải là nạn nhân của tà thuật, mà chỉ là vật dẫn mang độc trùng đến với nạn nhân phù thủy mong muốn. Phép phù thủy này chủ yếu xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc và một số dân tộc thiểu số ở miền Giang Nam từ thời cổ đại. Tình si độc cũng được xếp vào loại tà thuật tương tự như cổ trùng. Cách luyện tình si độc cũng liên quan đến những con côn trùng độc. Những con côn trùng mà các thầy phù thủy sử dụng có tên là si. Chúng là những con bọ được sinh ra từ đồ ngũ cốc, thực phẩm bị biến chất. Si được cho là có năng lực thần bí và chất độc khá mạnh, nên chúng đã được sử dụng để luyện chế nên tình si độc. Theo lịch sử ra đời và phát triển, các phương pháp sử dụng, si thời tiền tần phần lớn là những độc trùng tự nhiên sinh ra. Chúng vốn không được con người sáng tạo ra nhằm mục đích hãm hại người khác,
Theo thời gian, các thầy phù thủy bắt đầu nghiên cứu và tìm ra được phương pháp sử dụng và sai khiến những độc trùng này. Dần dần, kỹ thuật điều khiển độc trùng tình si phát triển. Người ta có thể sử dụng chúng để đi hãm hại người khác theo ý muốn của mình. Theo khảo chứng của các học giả, vùng Trung Nguyên thời Chiến Quốc đã có người dùng độc trùng và dạy cách sử dụng độc trùng làm hại người. Những câu chuyện về sử dụng độc tình si tại các vùng núi hoang sơ của Trung Quốc cổ xưa luôn được kể lại với một tấm màn huyền bí liều trai. Đặc biệt, những người dân vẫn khá sợ hãi khi nhắc đến cụm từ tình si độc. Ngoài việc sử dụng những con độc trùng tự nhiên, luyện chế để sai khiến chúng làm theo ý mình, có nhiều truyền thuyết còn ghi chép lại phương pháp chế độc tình si khác. Đó là: đầu tiên, người ta thu gom độc trùng để vào chậu. Các độc trùng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Con sống sót là con khỏe nhất sẽ được dùng để làm si hại người. Phương pháp này khá giống với cách luyện trùng độc. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của việc thứ độc được gọi ra là độc trùng hay tình si độc chính là ở những câu thần chú để dẫn dắt những thế lực siêu nhiên điều khiển trùng độc theo ý của người nuôi si. Khi khảo cứu lại vấn đề tại sao lại có sự tương đồng giữa cách luyện chế độc trùng với tình si độc, các tư liệu chúng ta có được là không nhiều. Một phần do việc sử dụng các loại tà thuật này đều bị cấm từ rất lâu bởi triều đình Trung Quốc. Một phần, các thầy phù thủy được truyền thừa lại phương pháp luyện chế này ngày nay cũng ít lộ mặt hơn so với trước đây. Ở đây chúng tôi xin phép được nêu ra một vài giả thuyết như sau. Giả thuyết thứ nhất, các phương pháp khác nhau sử dụng độc trùng, tình si độc được nhiều nơi phát triển song song với nhau, nhưng có công dụng tương tự nhau. Sau này, theo sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, để tiện lợi cho việc phân loại và gọi tên, người ta gọi chung chúng bằng tình si độc. Điều này có thể chứng tỏ kiến thức về các tà thuật kết hợp với các độc trùng của người Miêu rất uyên thâm, và việc sử dụng các tà thuật này không khó với đại chúng. Mỗi người dùng độc theo những phương pháp độc đáo, sau đó mới được nhóm chung thành những phân loại khác nhau để tiện lợi. Giả thuyết thứ hai cho rằng, do việc sử dụng tình si độc thời xưa được lan truyền và phổ biến rộng rãi, nên các thầy phù thủy đã phát triển nhiều phương pháp khác nhau. Trong quá trình phát triển đó, nhiều thầy phù thủy đã biết đến cùng lúc nhiều tà thuật khác nhau như cả trùng độc lẫn bùa miêu quỷ. Nhờ đó, họ vay mượn cách bào chế độc và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Điều này chứng tỏ những người Miêu tộc trước đây rất thông thạo trong việc sử dụng tà thuật, và đặc biệt việc lưu truyền các phương pháp này trong dân gian rất phổ biến. Người Miêu hiện nay quan niệm có nhiều loại si như si rắn, si ếch, si kiến, si chim sẻ, si rùa. Con si thiếu ăn sẽ tấn công ngay con chuối, tức người dùng si. Khi chủ si tung nó ra để hại người, họ sẽ nói: "Si ơi, mày hãy đi tìm người X mà ăn, chớ có quấy rối tao." Câu thần chú này chứng tỏ rằng việc nuôi si cũng là một phương pháp hại cả người cả mình. Người nuôi si phần lớn phải có mục đích cụ thể để sử dụng, nếu không sẽ liên tục bị si quấy rối và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Hãy thử tưởng tượng bạn sống trong một căn nhà toàn những con trùng mang chất kịch độc, chúng liên tục quấy rối và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Điều đó chắc chắn khiến bạn không thể cảm thấy thoải mái được. Những người nuôi si bản thân cũng phải trải qua những quãng thời gian cực hình trước khi muốn giáng tai họa lên người khác. Các phương pháp sử dụng si cũng khá muôn hình vạn trạng. Trong đó, một phương pháp thường được sử dụng nhất là cho si ký sinh lên người phụ nữ. Người Miêu gọi tục này là thảo quỷ, tức muốn ám chỉ những con quỷ sống ký sinh lên con người như cây rêu, cây cỏ sống bám trên vật chủ. Những người phụ nữ không may bị si sống ký sinh lên người gọi là mụ thảo quỷ. Nhiều phụ nữ người Miêu tin rằng si chỉ có thể bám vào người phụ nữ, truyền nhiễm cho những người nữ của thế hệ sau, không truyền cho nam. Nam thanh niên lấy cô gái có si trên người mà chưa được bố mẹ đồng ý, thì con gái đẻ ra sẽ có si do mẹ truyền. Cứ thế hết đời nọ sang đời kia. Tuy nhiên, trong một số sách chữ Hán nói rằng người truyền si không nhất thiết phải là những người nữ, mà hoàn toàn những người nam cũng có thể thành những người truyền si. Vậy tại sao người Miêu lại cho rằng chỉ phụ nữ mới có si? Câu trả lời cho điều này rất có thể liên quan đến truyền thống văn hóa Hán Miêu. Theo đó, thuật phù thủy của người Hán chỉ phân biệt chính và tà, không phân biệt giới tính nam nữ. Dân tộc Miêu ở miền Nam Trung Quốc trong quá trình chuyển biến từ chế độ mẫu quyền sang chế độ phụ quyền, sự phân biệt nam nữ rất quyết liệt. Điều này ảnh hưởng đến thuật phù thủy của người Miêu. Các thầy phù thủy nam có địa vị chính thống, trở thành người duy trì trật tự xã hội.
Họ thể hiện sự thống trị của mình đối với những người nữ trong xã hội bằng cách cho những người nữ mang trên mình độc tình si. Và bất cứ kẻ nào tiếp xúc với người phụ nữ bị dính si trên người đều có nguy cơ biến mình trở thành nạn nhân. Những người phù thủy nữ vốn có địa vị trong xã hội mẫu hệ này bị coi là kẻ truyền bá phù thủy đen tối. Phù thủy nam đổ cho họ mọi tội về thiên tai địch họa. Điều đó giải thích tại sao lại xuất hiện quan niệm cho rằng phụ nữ có si thường độc hại. Trên thực tế, cả người nam và người nữ đều có thể mang si trên người, và những phù thủy nam và phù thủy nữ đều có khả năng tương đương nhau. Bởi lẽ người ta ghi nhận một phương pháp sử dụng si khá độc đáo và phổ biến, làm nên tên tuổi của tình si độc. Tình si độc của dân tộc Miêu được áp dụng như là biện pháp dùng để giữ tình vợ chồng. Khi người chồng đi xa, người vợ hẹn ngày về rồi truyền si cho chồng. Đến hẹn, nếu người chồng phản bội không về sẽ bị si độc cướp đi tính mạng. Nếu đúng hẹn, si độc tự động hết tác dụng. Đó là cách mà các bà vợ trừng trị những ông chồng thiếu trung thủy. Tồn tại từ ngàn đời trước, phép si độc đến nay vẫn còn và được đánh giá rằng biện pháp này rất có hiệu quả. Hãy khoan nói về việc dùng si trên người là tốt hay xấu. Chúng ta cùng nhìn nhận một chút về việc dùng si để giữ vợ, giữ chồng. Nếu là bạn, việc người vợ hay chồng đi xa mà không trở về, mà lại có người khác phía sau lưng, liệu có làm bạn đau buồn hay không? Phần lớn câu trả lời sẽ là có. Ở chiều ngược lại, nếu như bạn biết việc mình không chung thủy có thể gây ra hậu quả là cái chết đau đớn và kinh khủng xảy ra với cả bản thân mình và với kẻ trên dâu dưới bọc của mình, thì bạn có dám làm trái với luân thường đạo lý hay không? Câu trả lời hẳn là không. Chỉ bằng việc sử dụng tình si độc, một thứ tà thuật được cho là dùng để hại người, hại mình, những người Miêu đã có phương pháp làm tin có sức mạnh vô cùng to lớn đối với vợ, chồng mỗi khi có việc phải xa nhau. Do đó, việc dùng những tà thuật này là tốt hay xấu, đôi khi lại phụ thuộc vào góc nhìn và cách mà người ta sử dụng như thế nào. Theo những điều tra thực tế, hiện nay phần lớn người dân tộc Miêu vẫn tin vào phép phù thủy tình si độc. Những người dân ở đây có thể kể ra được hàng loạt những triệu chứng của người bị mắc phải chất độc tình si với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đó có thể là ho dài dẳng nhiều ngày không khỏi. Sau đó bệnh nhân có thể khạc ra máu, mặt mày xám xanh, thể trạng giảm sút và người gầy đi nhanh chóng. Qua nghiên cứu những người bị cho là dính chất độc tình si bằng những biện pháp thăm dò hiện đại và bằng giải phẫu bệnh, cho thấy các nội tạng của họ có dấu hiệu bị hoại tử mạnh, thối rữa từ bên trong. Trong một vài mẫu giải phẫu bệnh, người ta còn phát hiện những con côn trùng nằm trong nội tạng bị thối rữa. Người ta đem những con côn trùng này đi xét nghiệm thì không xác định được chủng loại. Bệnh cảnh này khiến nhiều bác sĩ vô cùng bối rối và tốn nhiều thời gian, giấy mực vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa các tà thuật của người Miêu là chúng có khả năng ám toán người khác vô cùng tốt. Những phù thủy hoặc người sử dụng chỉ cần xác định danh tính của nạn nhân, phần còn lại do những thế lực siêu nhiên triển khai những phương pháp khác nhau để ám toán, khiến cho nạn nhân gặp phải những tai ương quá sức chịu đựng của một người bình thường, cả về thể xác lẫn tinh thần. Để hiểu về các thứ tà phép của vu thuật, chúng ta cần có niềm tin rằng trên thế giới này tồn tại những thế lực siêu nhiên vô hình nào đó. Những thế lực mà các thầy phù thủy bằng phương pháp này hay phương pháp khác có thể sử dụng điều khiển theo ý muốn của bản thân mình. Có thể có nhiều người cho rằng việc gọi tên những hiện tượng này là những phép tà thuật chỉ nhằm mục đích hù dọa người khác. Còn bản chất của các trường hợp bị coi là dính phải bùa chú là những người bị bệnh hoặc bị trúng độc đơn thuần. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem sự thật ở phía sau. Ở trường hợp của cổ trùng, biểu hiện của người dính độc khá giống với việc bị trúng độc đơn thuần. Nếu muốn hạ độc một ai đó, người ta thường phải có cách tiếp cận được với nạn nhân hoặc đến vật dụng mà nạn nhân thường sử dụng hay đồ ăn nước uống của họ. Thế nhưng ở đây, cổ trùng tự chủ động tìm đến người bị hạ độc. Ít nhất điều này chứng tỏ chúng có nhận thức về hành động mà mình làm. Bởi nếu không thì người đầu tiên dính phải độc chính là người nuôi cổ trùng và những người thân trong nhà của họ. Tuy nhiên, việc vượng khí của người nuôi cổ trùng tốt lên nhờ có linh khí từ cổ trùng thì không ai có thể giải thích được bằng góc nhìn của con người hiện đại. Còn đối với bùa miêu quỷ, những triệu chứng trên cơ thể nạn nhân khá giống với nạn nhân của trực khuẩn than thể nặng, một chứng nhiễm trùng thường gặp trong chiến tranh do vi khuẩn than gây nên. Tuy nhiên, có một đặc điểm của trực khuẩn than là khả năng gây ra bệnh toàn thân không cao. Và do là bệnh gây nên bởi vi khuẩn, chúng thường mang yếu tố của môi trường.
Theo đó, nếu có người bị nhiễm bệnh bởi trực khuẩn than, thì thường những người xung quanh cũng rất dễ bị, do trong môi trường đất, nước có tồn tại loại vi khuẩn này. Một đặc điểm nữa, bệnh gây nên bởi vi khuẩn than thường không có ảnh hưởng nhiều đến chức năng tâm thần của nạn nhân. Việc tất cả những nạn nhân đều trải qua những cảm giác ma mị giống nhau là điều gần như không thể. Những ảnh cảm giác quỷ dị xuất hiện trong đầu có thể xảy ra khi người bệnh bị sốt cao. Tuy nhiên, biểu hiện của điều này cũng thường là người bệnh nói những chuyện không thực tế, chứ thường không có những nỗi sợ hãi, những cảm giác bị đe dọa như trong các tư liệu ghi chép lại. Và cuối cùng là tình si độc, sẽ thuộc một môi trường đặc biệt hơn và khó lý giải hơn đối với y học hiện đại. Bởi lẽ không thể giải thích được việc những người mang si hoàn toàn không xảy ra tình huống gì, trong khi những người bị thầy phù thủy chỉ định sau khi tiếp xúc với người mang si lại bị những chứng bệnh kinh khủng, thối rữa hết nội tạng và chết. Nếu giải thích bằng việc người mang si có miễn dịch với loại bệnh mình mang trên người, thì cũng không thể giải thích được việc phần lớn những người tiếp xúc với người mang si lại không bị bệnh. Và họ cũng không thể trở thành thể mang bệnh như cách giải thích của các bác sĩ. Hay nói cách khác, có một sự gắn kết đặc biệt và vô hình giữa si và người mang si. Sự gắn kết đó cũng không có cách nào giải thích bằng y học hiện đại ngày nay. Thêm một đặc điểm chung giữa các loại cổ độc này là biểu hiện của những nạn nhân có phần giống nhau. Đó là nạn nhân thường bị thối giữa lục phủ ngũ tạng và trải qua cái chết đau đớn mà gần như không có ai có thể cứu chữa được. Điều này có thể hiểu rằng, về mặt bản chất, các tà thuật này dùng những chất kịch độc để hãm hại người khác. Những chất kịch độc có thể gần giống nhau nên gây ra những tác dụng khá tương đồng cho nạn nhân. Điều đặc biệt làm cho chúng trở thành một thứ phép thuật là cách thức những chất kịch độc này được dẫn dắt đến với nạn nhân. Vì vậy, điểm đáng sợ của độc trùng, bùa miêu quỷ hay tình si độc thực ra không nằm ở biểu hiện và cái chết của các nạn nhân. Điểm đáng sợ của chúng nằm ở cách thức mà con người dùng những thế lực siêu nhiên không thể chống trả được tấn công lại con người. Do đó, những cách sử dụng độc này đều được xét vào nhóm tà thuật và bị cấm đoán ở khắp mọi nơi. Nhờ có những lệnh cấm đó, nên ngày nay chúng ta không bị đe dọa nhiều bởi những người có ý đồ muốn lợi dụng ma quỷ để làm những điều mờ ám, hãm hại mọi người. Tuy nhiên, như một điều tất yếu của tạo hóa, luật nhân quả luôn tồn tại ở mọi nơi trong cuộc sống. Sử dụng tà thuật, giao dịch cậy nhờ nơi những con quỷ dữ luôn là con dao hai lưỡi, và cả hai lưỡi đều sắc lẹm. Những người sử dụng bùa chú và tà thuật làm điều hại người nhiều nhất thường là những người dễ bị chúng phản phệ lên bản thân. Các sức mạnh thần bí và tâm linh luôn có xu hướng khó khống chế do bản tính hoang dã của mình. Do đó, chúng luôn có xu hướng muốn tấn công lại chính người đã luyện chế và sai khiến chúng đi làm việc hại người. Đây giống như là một lẽ tất yếu của việc mượn những sức mạnh của tự nhiên, những sức mạnh huyền bí để làm những việc trái với luân thường đạo lý. Những thế lực thần bí siêu nhiên tồn tại xung quanh chúng ta vốn ban đầu không có lỗi, không làm nên tai họa gì cho nhân gian. Nhưng những thầy phù thủy, pháp sư đã sai khiến họ, buộc họ phải làm hại đến những người cõi dương. Rốt cuộc, kết cục của câu chuyện chẳng có ai được hưởng lợi lộc. Đạo trời luôn có cách ứng xử công bằng là vậy. Hơn nữa, ông trời có đức hiếu sinh. Bản thân việc một người sử dụng tà thuật để hại người cũng khiến cho phước đức tích lũy qua các kiếp người của các thầy phù thủy bị tan biến. Tội nghiệp của họ tích tụ ngày một nhiều. Bởi thế, mặc dù các bùa phép lợi hại vẫn được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tránh không để thất truyền, nhưng phần lớn các vị vu sư đều dặn dò con cháu mình tuyệt đối không nên sử dụng bừa bãi khi không thật sự cần thiết. Những nền văn hóa có sự tiếp xúc nhiều với các thế lực thần bí cũng đều có những lời khuyên tương tự. Những người trần nên tự giải quyết vấn đề của bản thân mình, đừng tìm cách vịn vào những người cõi âm, dã quỷ lang thang để làm hại người, rồi cuối cùng hại cả bản thân mình. Dù sao đi nữa, sử dụng vu thuật vẫn là một nét độc đáo của miêu tộc nói riêng và cộng đồng các dân tộc Trung Hoa nói chung. Mặc cho vu thuật luôn đi kèm với những câu chuyện mang màu sắc liêu trai khá rùng rợn và đáng sợ. Ngoài ra, việc tồn tại của những vu thuật cho đến tận ngày hôm nay cũng chứng tỏ một điều rằng bên ngoài thế giới của loài người chúng ta cảm nhận được hàng ngày vẫn còn tồn tại rất nhiều những thế lực khác, những thế giới khác có sức mạnh và những khả năng ghê gớm mà con người chúng ta thường không tiếp cận được. Họ có thể tồn tại một cách vô hình hoặc có thể tồn tại trong những chiều không gian khác mà chúng ta không tiếp cận được. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể có những tác động dẫu tốt, dẫu xấu lên thế giới của chúng ta.
Tuy ngày nay, việc áp dụng những nghi lễ cổ xưa để hại người khác không còn được phổ biến nữa. Nhưng với những người bình thường như chúng ta, có phương pháp nào có thể giúp chúng ta phòng tránh được sự tấn công, hãm hại từ những kẻ mượn sức mạnh của ma quỷ hay không? Câu trả lời thật may mắn là có. Đức Phật từng dạy rằng, một bậc đại thánh khi đã dùng pháp bố thí để trở thành hoàn toàn giải thoát, thì không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể ngăn cản được họ. Dù cho sức mạnh ngăn cản đó phát xuất từ vua chúa, phát xuất từ hiền thần hay hùng thần, phát xuất từ ác tiên hay thiện tiên, và ngay cả phát xuất từ thần chết. Theo đạo Phật, gieo tâm sẽ gặp phước, người có tâm Phật sẽ diệt trừ được các loại ma. Các tôn giáo đều có những vị thần linh sẵn sàng giang tay cứu giúp những tín đồ của mình khi họ thành tâm tin theo và tu tập. Bên cạnh đó, những người bình thường cũng không nhất định phải tìm đến các tôn giáo để tìm kiếm sự bảo trợ. Phương pháp tốt nhất với mỗi người là không ngừng tích phước đức cho bản thân. Người có đức, ma quỷ phải nể trọng, kính sợ. Chỉ cần tâm mỗi người sáng như gương, không bị cám dỗ cho vần đục đi, thì tự khắc chúng ta sẽ tránh được những tai ương từ những thế lực tà ác. Đây cũng gần như là triết lý tu tập sâu xa nhất của các tôn giáo trên thế giới. Còn theo các bạn, bạn có nghĩ rằng những thế lực siêu nhân ngoài kia mà con người có thể dùng bùa chú, phép thuật để sai khiến được hay không? Có hay không ai đó đang dõi theo chúng ta phía sau lưng và có thể giúp đỡ hoặc hãm hại chúng ta vào một lúc nào đó? Hãy để lại ý kiến chia sẻ của bạn cùng với Vũ Trụ Nguyên Thủy ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share, subscribe kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy để nhận được nhiều hơn những video hấp dẫn về những câu chuyện huyền bí. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào và hẹn gặp lại.